Và kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của tổ bóng đá. Kính thưa quý vị, với một vị trí huấn luyện viên trưởng của một đội bóng, một câu lạc bộ hay là một đội tuyển thì họ cũng có rất nhiều những cách khác nhau để có thể là bảo vệ các cầu trò cưng của mình. Và với mỗi một huấn luyện viên thì họ cũng đều có những cách khác nhau cả. Và cũng là những người huấn luyện viên người Hàn Quốc, thế nhưng sự bảo vệ của các huấn luyện viên dành cho những cầu thủ của mình ở câu lạc bộ Hà Nội lại khác đi rất nhiều so với Barca. Vừa qua chúng ta đều thấy rằng là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hà Nội ông Chung Ji-ho, một người Hàn Quốc, đã giúp cho các học trò của ông muốn giảm đi áp lực, mà đặc biệt ở đây đó chính là Duy Mạnh và Văn Hậu. Thế nhưng cách mà ông ấy bảo vệ cho các học trò của mình lại khiến cho dư luận họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế nhưng bên cạnh đó chúng ta đều thấy rằng là huấn luyện viên Barca cũng đã rất nhiều lần đứng ra để bảo vệ cho các học trò của mình. Thế nhưng cái cách mà huấn luyện viên Barca bảo vệ học trò lại đều khiến cho các cổ động viên Việt Nam chúng ta cảm thấy vô cùng mặt lòng mặt dạ. Và đó là cách bảo vệ như thế nào thì chúng ta hãy cùng đi đến những phân tích của chúng tôi ngày hôm nay nhé. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Chung Ji-ho của câu lạc bộ Hà Nội vừa qua cho rằng đó là đội bóng thủ đô đã bị áp lực về những dư luận của người hâm mộ, và cho rằng là người hâm mộ thiếu công tâm khi mà đưa ra đánh giá về các học trò của ông. Và huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hà Nội ông Chung Ji-ho có bảo vệ Duy Mạnh như sau: "Tôi hiểu rằng tâm trạng của Duy Mạnh, cậu ấy cáu vì đang thua và trọng tài lại thổi rất nhiều tình huống bất lợi. Mọi người có thể dành những lời lẽ không đẹp về phía tôi, thế nhưng hãy nên công tâm với những cầu thủ." Và đó là những phát biểu mà khiến cho rất nhiều các cổ động viên Việt Nam vừa qua đã cảm thấy rất không hài lòng. Bởi thực tế là với câu lạc bộ Hà Nội FC thì những gì mà đã xảy ra với những cầu thủ của họ, với những Duy Mạnh hay Văn Hậu, đặc biệt là những tình huống mà Duy Mạnh cũng như Văn Hậu dùng những đòn đánh nguội với những cầu thủ đội bạn, thì tôi nghĩ rằng là rất khó để cho các cổ động viên họ có thể hài lòng với cái sự bào chữa, sự bảo vệ của huấn luyện trưởng câu lạc bộ Hà Nội dành cho những cầu thủ đó được. Thực tế là chúng ta không nên bảo vệ học trò bằng cách nói là như vậy. Chúng ta thấy rằng chẳng nhẽ lẽ là khi mà bị thua và đôi khi là có thể bị xử ép, đó là chúng tôi nói đôi khi thôi, còn chưa rõ câu chuyện có thực sự là bị xử ép hay không, thì liệu rằng những cầu thủ có được phép đánh đuổi cầu thủ không? Tôi khẳng định một điều là không bao giờ, chắc chắn sẽ nhận thẻ đỏ thôi. Và với việc là trọng tài có những quyết định như vậy rồi phản ứng bằng cách như thế nào? Không lẽ rằng phản ứng bằng cách đánh đuổi đầu cầu thủ người khác ư, của đội khác ư? Không phải. Và cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội FC không đánh nguội từ trưa nay rất nhiều lần rồi, thì liệu rằng là các cổ động viên Việt Nam có quay lưng với họ hay không? Tôi nghĩ rằng không đâu. Nếu một đội bóng đá đẹp, đá mà khiến cho các đội bóng khác họ tâm phục khẩu phục, thì chẳng có lý do gì mà người hâm mộ cũng như truyền thông họ lại phản ứng và họ lại có những sự quay lưng dành cho đội bóng đó cả. Và nếu là một huấn luyện viên trưởng, nếu nhìn vào những trường hợp của những Duy Mạnh hay Văn Hậu vừa qua, những tình huống ở đây không phải là những tình huống tranh bóng quyết liệt, mà đó là tình huống đánh nguội, những cú thúc cùi trỏ rồi là những cái vả về phía sau, thì đương nhiên với tư cách là một huấn luyện viên trưởng thì tôi nghĩ rằng là ông ấy cần phải thẳng thắn để phê bình những cái hành vi phi thể thao như vậy. Thế nhưng đằng này thì ông ấy thực sự lại khiến cho các cổ động viên họ cảm thấy buồn khi mà lại đứng ra tìm ra mọi cách để bảo vệ. Và tôi nói rằng bảo vệ đây không phải là cái điều mà giống như nhiều huấn luyện viên khác họ từng làm, mà đây là sự bao che dành cho Duy Mạnh. Đó là điều mà chúng ta nên thẳng thắn nhìn nhận với nhau. Huấn luyện viên Chung Ji-ho có nói dư luận đã phản ứng và không nhìn thẳng vào những vấn đề đang tồn tại ở câu lạc bộ Hà Nội, và ông cho rằng là những cầu thủ ông không đáng bị chê trách. Thế những tình huống chơi xấu đó thì liệu rằng là các cổ động viên họ có thể bỏ qua một cách dễ dàng được như vậy hay không? Vừa qua pha bóng mà chính Duy Mạnh đã phạm lỗi với cầu thủ đó là Zephanon của câu lạc bộ Bình Định, và khiến cho câu lạc bộ Hà Nội bị nhận một quả penalty. Và huấn luyện viên Chung Ji-ho đã phản ứng và cho rằng là trọng tài đã bắt sai tình huống này. Ông cho rằng là trọng tài đã thiên vị và khiến cho câu lạc bộ Hà Nội bị thua, và ông đã kêu ca khá nhiều về câu chuyện đó. Chúng ta cũng có nhìn về cái cách mà huấn luyện viên Ketsak sau một trận thua trước câu lạc bộ Hà Nội FC khi mà cũng có những quyết định sai lầm đến từ trọng tài. Huấn luyện viên Ketsak thì cũng không nhắc đến trọng tài, và ông cũng có những cái bắt tay, những cái nhìn rất thiện cảm, những nụ cười thiện cảm với ban huấn luyện cũng như là những cầu thủ của Hà Nội FC mà không có than vãn gì cả. Thế chúng ta thấy rằng nó là sự khác biệt rất lớn giữa cái hành xử của các huấn luyện viên. Và tôi nghĩ rằng là việc bao che cho các học trò thì chính huấn luyện viên Chung Ji-ho mới là người cũng đáng phải nhận những lời chê trách tới từ các cổ động viên, tới từ truyền thông và người hâm mộ cả nước. Và hãy nhớ rằng câu chuyện mà chúng tôi muốn nói tới quý vị bạn đó là những sự bảo vệ của học trò đối với huấn luyện viên Barca. Ông ấy đã bảo vệ học trò cách là như thế nào?
Đương nhiên rồi, sẽ không bao giờ có chuyện phải bắt bảo vệ những học trò của mình chơi đá láo đá rắn và khiến cho những cầu thủ của đội bạn bị chấn thương, không bao giờ có. Mà cái cách bảo vệ ở đây đó chính là việc Rupaser luôn luôn có mặt ngay ở trên sân. Sau những tình huống đá thô bạo của những đối thủ như Indonesia hay là Malaysia và những cầu trò của mình để giúp giảm đi những áp lực và khiến cho trọng tài bắt công tâm hơn, tránh cho những cầu thủ của ông gặp những chấn thương. Thì tôi nghĩ rằng đó mới là cách bảo vệ tốt nhất dành cho những cầu thủ. Và sau trận đấu kết thúc thì cách bảo vệ của Rupaser dành cho các học trò của mình, các cầu thủ của mình, đó là nhận những cái trách nhiệm về phần mình, hướng dư luận về phía mình. Chứ ở đây không phải là cố gắng hướng dư luận về những cầu thủ mà đã là sai lầm, mà cố gắng bảo chữa như vậy thì tôi nghĩ rằng cái kết quả nó sẽ càng đi ngược lại mà thôi. Vì vậy mà tôi mới bảo rằng là cùng là một những người Hàn Quốc, thế nhưng thầy Park có cách khác nhau, huấn luyện trưởng của câu lạc bộ Hà Nội lại có những cách bảo vệ học trò khác nhau, và đó là những cách bảo vệ không hề có sự đồng điệu một chút nào cả. Rupaser là một người thực sự là vô cùng khác biệt. Và một câu chuyện liên quan đến Duy Mạnh cũng như là Văn Hậu hiện nay, thì liệu rằng những cầu thủ này sẽ tiếp tục được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam hay không? Đương nhiên thì với cá nhân của chúng tôi cũng có một cái suy nghĩ rằng là nếu với suy nghĩ của Rupaser hiện nay thì thầy sẽ vẫn gọi những cầu thủ này lên tuyển thôi. Bởi đó những cầu thủ thực sự rất chất lượng, rất hay. Những Văn Hậu thì đương nhiên là chúng ta thấy rằng cậu ấy thi đấu quá hay rồi. Thế nhưng thực tế là với Duy Mạnh thì cậu ấy hiện nay vẫn thể hiện rất nhiều nhưng mà hạn chế, là những điều mà các cổ động viên Việt Nam chúng ta đã nhắc đến rất nhiều, với những tình huống phạm lỗi mà dẫn đến những chiếc thẻ đỏ, những quả penalty rất oan uổng. Còn kể cả Văn Hậu vừa qua, mặc dù cậu ấy đã trở lại để thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội FC, thế nhưng thực tế là chúng tôi cũng đọc được rất nhiều các cái bình luận của các cổ động viên của câu lạc bộ Hà Nội. Họ cũng khẳng định rằng là Văn Hậu bây giờ đây trở lại thực tế là Văn Hậu không còn được cái thể trạng như xưa nữa, không còn duy trì được một phong độ như xưa nữa, xuống khá nhiều. Thế nhưng dù sao chúng ta vẫn cần có sự chờ đợi xem rằng Văn Hậu sẽ có thể trở lại như thế nào. Thế nhưng có một điều đặc biệt là rất nhiều các cổ động viên nói rằng là hãy để cho những Duy Mạnh hay Văn Hậu có một thời gian không lên đội tuyển để có thể nói rằng là làm gương dành cho những cầu thủ khác, và cũng để cho họ tự rút kinh nghiệm bản thân, và nếu họ thực sự có thay đổi thì sẽ có những cơ hội quay trở lại với đội tuyển mà thôi. Và đó là suy nghĩ của rất nhiều người, chứ không phải là chúng tôi phịa ra, chúng tôi là bịa ra câu chuyện này. Đó là như vậy. Còn việc là Văn Hậu hay là Duy Mạnh bị loại không thì chúng ta sẽ cùng phải chờ trong thời gian tới với những quyết định chính xác nhất tới từ Rupaser. Còn quý vị bạn nhận xét như thế nào với những thông tin vừa qua chúng tôi vừa gửi tới quý vị và các bạn, thì cũng có thể để lại một like, một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Thẩm Lai nhé. Còn thông tin tiếp theo thì chúng tôi muốn gửi tới quý vị và bạn liên quan đến đội tuyển U20 Việt Nam. Vừa qua thì U20 Việt Nam đã loại 10 cầu thủ sau trận hòa Palestine và đồng thời triệu tập một cầu thủ được biệt danh là Thần Đồng tại V-League. Vừa qua thì để chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á, huấn luyện viên Đinh Thế Nam và các cộng sự của mình trong ban huấn luyện đã quyết định đó là loại 10 cầu thủ sau trận đấu giao hữu gặp Palestine. Và những cầu thủ này sẽ phải nhường chỗ cho một nhóm cầu thủ khác đang thi đấu tại V-League cũng như là giải hạng nhất. Vừa qua thì chúng ta đã có một trận thi đấu không thành công. Chúng ta đã tạo ra rất nhiều cơ hội thế nhưng lại không thể tận dụng để ghi bàn. Đó là cái điều mà chúng ta cũng đã gặp rất nhiều ở lứa U19 trước đây, khi mà trận thắng không phải là quá tưng bừng, chỉ là những trận 1-0 mà thôi. Và phát biểu sau trận đấu trên sân Việt Trì ở Phú Thọ vừa qua thì ông Đinh Thế Nam có chia sẻ như thế này: "Tôi chưa hài lòng về kết quả trận đấu này. Các cầu thủ còn bộc lộ rất nhiều những hạn chế, và cũng cần nói thêm rằng là chúng tôi đang tập luyện với một cường độ tương đối nặng để hướng đến sân chơi thực sự ở vòng loại U20 châu Á 2023. Và vừa qua thì cầu thủ có lẽ rằng gây ra sự chú ý lớn nhất đương nhiên đó chính là Quốc Văn Khang. Thế nhưng cầu thủ này đã chơi không thực sự tốt vừa qua, và sau khi trận đấu kết thúc thì chính huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã phải phát biểu với Văn Khang rằng Văn Khang chưa thể hiện được tốt khả năng của mình. Hiệp 1 thì U20 Việt Nam còn thể lực, thế nhưng sang hiệp 2 bị sa sút cho nên không còn tự tin. Tôi hy vọng rằng đội sẽ được bổ sung một số những cầu thủ. Hiện tại thì họ cũng đang thi đấu ở hạng nhất, và với cách vận hành của họ tôi nghĩ rằng khi lên đội tuyển thì sẽ hòa nhập rất nhanh. Nếu được bổ sung nhân sự thì tôi tin tưởng là U20 Việt Nam sẽ tự tin hơn và giành vé vượt qua vòng loại U20 châu Á 2023. Đó là những gì mà huấn luyện viên Đinh Thế Nam có chia sẻ sau khi trận đấu kết thúc. Và để ra soát về mặt lực lượng thì vừa qua đội tuyển U20 Việt Nam đã loại 10 cầu thủ và thay thế với 10 cầu thủ khác. Đó là những cầu thủ như Ngọc Sơn, Hiểu Minh, Hải Nam, Thanh Nhàn, Xuất Bắc, Đức Phú của BVF, Quang Hiển của Nutifood,
Vĩ Hào của Bình Dương, Văn Cường và Xuân Tiến của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Những cái cầu thủ này đều là những cầu thủ đã thi đấu rất ấn tượng khi mà đã thi đấu tại V-League. Xuân Tiến của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An là một cầu thủ rất đáng chú ý bởi cầu thủ này mới chỉ có 19 tuổi thôi thì đã có màn thể hiện rất tốt tại V-League dù tuổi đời là còn khá trẻ. Các cầu thủ được bổ sung đều là những cái tên nhiều lần khoác áo các đội bóng trẻ Việt Nam, cho có lẽ rằng là chúng ta cũng sẽ không phải quá lo lắng về việc là họ có thể thích ứng được với cái lối chơi môi trường mới ở trên đội tuyển U20 Việt Nam hay không. Và để nói về đội tuyển U20 Việt Nam thì chúng ta sẽ tiếp tục có một trận đấu giao hữu nữa với đối thủ này vào ngày 6 tháng 9 để giúp cho những cầu thủ có thể là kịp bắt nhịp với toàn đội. Sau đó thì đội tuyển U20 Việt Nam sẽ di chuyển vào Bình Dương vào ngày 9 tháng 9 để chúng ta sẽ tiếp tục tập luyện cũng như chuẩn bị cho giải đấu sắp tới để bay sang Indonesia tham dự vòng loại U20 châu Á 2023 vào ngày 12 tháng 9 tới đây. Như được biết thì đội tuyển U20 Việt Nam của chúng ta làm vòng bảng đấu không phải là quá khó khăn với những Hồng Kông Trung Quốc, Timor Leste và đội chủ nhà Indonesia. Chắc chắn đây sẽ là một giải đấu mà chúng ta sẽ phải cố gắng rất nhiều. Bởi bản tin trước thì chúng tôi cũng có đưa việc nếu chúng ta rơi xuống vị trí nhì bảng thì có thể sẽ gây ra những hệ lụy khó lường và hoàn toàn chúng ta có thể bị loại. Vì vậy mà cái điều mà chúng ta làm tốt nhất hiện nay và hướng đến có lẽ rằng sẽ là ngôi đầu bảng và đương nhiên sẽ là phải chiến thắng trước đối thủ rất mạnh, đặc biệt đó là Indonesia để hoàn thành được cái mục tiêu của mình. Còn tới đây thì bản tin của Từ Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Từ Bóng Đá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành, luôn theo dõi và đã luôn ủng hộ cho Từ Bóng Đá trong suốt thời gian vừa qua. Xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.